Chào mừng tất cả các bạn đã đến với video tiếp theo của mình. Hôm nay thì mình có một thùng đồ của hàng linh kiện điện tử. Hàng này là hàng phế thải, phế liệu của một người chú của mình, biệt hiệu là chú ba dây chai của mình cho. Thì hôm nay mình cũng share ra cho tất cả các bạn cùng xem là mình sẽ tận dụng được những cái gì, những cái gì mình có thể xài được. Thì trong này cũng khá là nhiều đồ, có một số mặt thì mình cũng không biết là nó sẽ sử dụng với mục đích gì, mà cũng chưa có hiểu lắm. Vì vậy, mời tất cả mọi người cùng xem nha. Đây mình có một cái mạch 2 4, sáu cái tụ điện này 400V 680 microfarad. Thì tụ điện này chắc cũng làm ổn định dòng điện một chiều của một cái mạch nào đó mà mình cũng thể là không biết, nhưng mà nhìn cũng khá cũ rồi, bụi bặm rồi, bị mốp nữa, thì không biết mình sẽ tận dụng được những cái gì. Nhưng mà bữa nào đó rảnh thì mình sẽ đo thử những cái tụ này còn hoạt động được hay không. Nếu hoạt động được thì mình sẽ để sang một bên và mình tái sử dụng lại cho những cái mục đích khác của mình. Này là một mạch điều chỉnh nhiệt độ từ 0 lên 400 độ C. Trong này thì mạch có một cái biến áp, có các chiếc áp nữa. Thì chắc chắn mình sẽ đo thử xem cái biến áp này nó còn hoạt động hay là không nữa. Ở đây chắc chắn là mạch của cái nguồn máy tính rồi. Mạch này thì mình nghĩ chứ cũng banh chành rồi, toàn bộ dây điện đều bị cắt hết tất cả. Mình chắc cũng tận dụng được các cái con MOSFET hay là transistor gì đó thôi, tụ điện chẳng hạn, điện trở, cuộn cảm, vân vân. Cái này mình nghĩ là cái relay. Đúng theo nghĩa là relay luôn. Thì ở đây chắc mình tận dụng được các cái cuộn đồng của nó thôi. Mạch này thì cũng có tụ và các cái MOSFET là các transistor nè. Tụ này thì mình cũng không tìm thấy được cái thông số, nó ghi cũng không rõ lắm nên mình cũng không thể nào đọc được. Cái này thì một thời gian nào đó rảnh thì mình cũng đo thử nó còn sống hay đã chết. Đối với mạch này thì sử dụng các IC dán, cho nên đa số là dán, cho nên là nếu mà tận dụng được thì cũng chỉ tận dụng được các tụ điện rồi điện trở, mà chất tụ điện thôi thì mình tận dụng được cái đó. Những IC này thì mình cũng bó tay rồi, mình không thể nào biết được nó sống hay nó chết nữa, mà mình nghĩ chắc cũng chết là nhiều, nằm bãi phế liệu mà. Thêm một bảng mạch nữa,
khá nhiều các transistor, các MOSFET. Ở đây thì mình có hai cái mỏ hàn nhiệt, thì hai cái này thì mình cũng chưa có thử nên mình cũng không biết nó hoạt động được hay là không nữa. Một cái thì bị đứt dây rồi. Để mình coi thử cái thông số của nó là bao nhiêu watt nha. Tám mươi watt các bạn, 220V đến 240V. 80W. Này thì hàn nhiệt cho nên là khi mình kiếm điện vào thì mình phải chờ nó nóng. Thì nó cũng hơi lâu, nó hơi bất tiện chỗ đó. Tiếp theo, cái này là cái sử dụng cho âm ly rồi, đường câu ra cho cái sử dụng cho lo nè. Này sử dụng được, tái sử dụng được. Tiếp theo là một cái mạch điện. Mạch này thì ở cái video trước mình cũng có cho các anh em xem rồi, thì mình cũng không biết là nó sử dụng cho mạch gì, nhưng mà cái gì cũng xài được thì chắc cũng sẽ tận dụng lại thôi. Liên tục mình thấy nó móp méo nhiều quá trời rồi. Này là cái Rele, còn mới cứng luôn các bạn. Xem thử nè. Này là điện áp hoạt động là 24V DC. Này chắc để đóng ngắt điều khiển, đóng ngắt với dòng xe chiều. Đây cũng có mạch đèn hiển thị. Đây thì mình có thêm một cái súng bắn keo nến. Không bóp được thì không biết hoạt động được hay không nữa. Tám mươi watt, công suất của nó là 80W nha. Này là rắc cắm cho âm ly rồi, rắc mic cắm cho âm ly rồi. Thêm một cái mạch nữa đi xíu, nhưng mà thôi. Tiếp theo là một cái mạch micro không dây. Này thì được chú mình cho, nhưng mà cũng không biết hoạt động được không. Mình bật lên thì mình thấy cũng có điện đó, cũng có pin gắn vào đó, nhưng mà mình chưa thử nữa. Tại chú mình nói là cái này là của một cái nhà trong cái phòng trong cái dãy trọ đó, người ta chuyển trọ, người ta bỏ, cho nên là cho chú cho mình luôn.
Này là đầu thu của micro không dây nè, hãng Davidson. Còn cái này coi, hai cái này hai hãng khác nhau rồi. Cái này thì bạn điều chỉnh volume, anten thu sóng, thu phát sóng. Chỉ vậy thôi. Cái này thì mới cùng hãng nè, xô nè. Thì để video nào đó mình rảnh thì mình sẽ thử nó như thế nào. Hai cái cục thu phát sóng này khá là giống nhau, nhưng mà chắc mình chỉ sử dụng được cục thu phát sóng này thôi. Đó là mình có được những cái linh kiện như vậy. Thì video của mình xin kết thúc tại đây. Nếu mà các bạn thấy video hay và hữu ích á, nhớ like, chia sẻ và đăng ký kênh. Giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.